Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ thấy đây chính là quả lắc đồng hồ, hay chúng ta học đó chính là bài là con lắc đơn. Như vậy cấu tạo của nó là chiều dài dây treo và một quả nặng sợi dây không giãn và một quả nặng là gì? M. Và chúng ta thấy rằng là nó sẽ lắc qua lắc lại quanh một vị trí cố định thì người ta gọi là dao động tuần hoàn. Và dao động tuần hoàn này nó có dao động điều hòa hay không? Và chúng ta sẽ khảo sát khi mà con lắc đơn này với góc lệch nhỏ hơn 10 độ, chúng ta sẽ thấy nó dao động điều hòa. Và chúng ta sẽ kiểm chứng xem chu kỳ của con lắc đơn này nó phụ thuộc vào các yếu tố nào. Chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào. Ở đây cái thí nghiệm của các bạn nó sẽ rất là đơn giản, đó là thước rồi quả cầu rồi đồng hồ đo rồi kéo rồi băng keo rồi góc chẳng hạn. Để chúng ta đo cái góc. Thí nghiệm chúng ta đầu tiên là dùng cái sợi dây treo của chúng ta là 20cm và chúng ta thực hiện đếm 10 cái dao động của con lắc và chúng ta đo bằng đồng hồ. Đo thời gian, tính bằng giây. Chúng ta sẽ thấy rằng là gì? 10 dao động này chúng ta sẽ thực hiện trong 10,05 giây. Tương tự như vậy chúng ta sẽ thay đổi cái sợi chỉ này cùng một quả nặng. Và góc lệch của chúng ta sẽ thấy những cái góc lệch khác nhau các bạn nha. Nhưng mà gì? Chỉ cần nói rằng là gì? Thay đổi chiều dài là 30cm và người ta đếm 10 dao động. Đương nhiên trong thí nghiệm thì các bạn sẽ thấy có sai số rất là nhiều. Và chúng ta đã học cái phương pháp xử lý sai số rồi. Ở đây chúng ta sẽ có 10 dao động, chính là 11,85 giây. Và chúng ta sẽ thấy rằng với cái chiều dài là 40cm. Người ta cũng đếm 10 cái dao động. Và các bạn sẽ thấy là 13,30 giây. Như vậy khi tăng chiều dài thì chu kỳ cũng gì? Cũng tăng. Sau khi các bạn xem xong cái thí nghiệm kiểm chứng của chúng ta, các bạn sẽ thấy một điều rằng là gì? Chu kỳ nó sẽ phụ thuộc vào L. Tức là gì? Khi mà các bạn hiểu rằng là gì? L mà tăng lên thì dẫn đến là chu kỳ cũng gì? Cũng tăng. Và một cái yếu tố mà chúng ta vừa khảo sát xong đó là chu kỳ của con lắc này nó sẽ không phụ thuộc vào khối lượng. Tức là M có tăng lên thì chu kỳ vẫn không gì? Không đổi. Và thứ hai đó là cái gì? Cái biên độ của cái dao động nó cũng không ảnh hưởng đến gì? Chu kỳ. Tức là cái biên độ này dao động cũng không ảnh hưởng đến chu kỳ. Đây là đề thi các năm của chúng ta, nó thường là thay ra những cái yếu tố này để hỏi các bạn là một cái câu đó là áp dụng thực tế hoặc là một cái câu hiểu chẳng hạn, lý thuyết về hiểu chẳng hạn. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đó là gì? Không phụ thuộc vào hai yếu tố này ảnh hưởng gì? Chu kỳ. Và như vậy thì các em có cái công thức đó là T thì bằng 2pi căn của L trên chị trên giờ. Như vậy thì nó sẽ phụ thuộc vào gia tốc gì? Trọng trường. Và chúng ta sẽ được khảo sát ở một cái bài tiếp theo của chúng ta, đó chính là bài khảo sát về gia tốc trọng trường dựa vào chu kỳ của con gì? Con lắc đơn. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói về cái khảo sát chứng minh thực nghiệm về là chu kỳ phụ thuộc vào yếu tố đó là chiều dài ha. Như vậy từ cái công thức T này chúng ta có thể làm một bài tập ví dụ của chúng ta. Bài tập của chúng ta đó là gì? Nếu như cô có một chiều dài L1 của một con lắc đơn và đặt con lắc đơn tại một nơi luôn, tại một nơi. Điều đó cho cô biết rằng là gì? Cùng một cái gia tốc trọng trường g và cùng một khối lượng, tức là con lắc này nó sẽ
thì bằng là 20 bằng một cái chiều dài L1 thì cô sẽ đo chu kỳ và nó bằng là 2 giây. Như vậy nếu khi theo L2 thì chu kỳ T2 của cô sẽ bằng là 2,2 giây chẳng hạn. Bây giờ cái đề yêu cầu của cô là câu A của cô là cô hãy lấy tỉ số L1 trên gì? L2. Và câu B, nếu mà cô thêm hai cái chiều dài này, cô tăng lên hoặc cô giảm đi bằng cách cộng lại hoặc trừ ra thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? L1 cộng cho L2 thì lúc đó chu kỳ T bằng chấm hỏi. Hoặc là bây giờ mình sẽ thay đổi chiều dài, tức là mình cho một treo cái chiều dài bằng cách làm cho nó ngắn đi bằng cách là lấy L1 trừ đi L2 và chưa biết là cái chiều dài nào sẽ dài ra, nên đó là các bạn sẽ có một chu kỳ T như thế nào, được chưa? Chứ vậy thì ở đây các bạn sẽ cùng cô, chúng ta sẽ phân tích cái chỗ này, chúng ta xem. Ở đây chúng ta sẽ thấy nếu lập tỷ lệ L1 trên L2 thì các bạn sẽ nhìn thấy công thức chu kỳ của mình. Như vậy từ đây cô có một phương án, nếu các bạn theo dõi các video của cô hoặc là học sinh của cô thì các bạn luôn thấy một điều là gì? Nếu mà môn vật lý không phải hắc não để các bạn ngồi bấm máy tính, hoặc là có nhiều bài toán không cần phải là gì tính toán dài dòng, các bạn chỉ nhìn tỷ lệ, tức là gì? Nếu anh này nè, theo cô hiểu là gì? Nếu anh này mà tăng lên hai lần thì chắc chắn anh này sẽ tăng lên căn hai, vậy thôi là cô sẽ hoàn toàn giải được. Nếu cô hiểu bản chất vật lý của nó và cô học vật lý một cách rất là gì thông minh chẳng hạn, chúng ta không phải là lúc nào cũng gì bấm máy, đúng không nào, và sẽ dẫn đến biến đổi cũng rất là nhiều thao tác nữa chẳng hạn. Như vậy thì cô chỉ cần là biết rằng là gì, T của cô sẽ tỷ lệ thuận với lại bình phương sẽ tỷ lệ thuận với lại gì, L. Như vậy cô lập tỷ số L1 trên cho L2 thì nó sẽ bằng là gì, tỷ lệ thuận. Và cô không phải là giới thiệu với các bạn mà đó là cái phương án mà giúp các bạn học môn vật lý gì tốt hơn. Và tất cả các bạn học sinh mà học của cô mà chú ý một xíu là các bạn chỉ cần nhìn thấy cái L1, L2, T1 và tìm T2 chẳng hạn là bạn biết ngay là phương án tỷ gì, tỷ lệ rồi. Nhưng mà chưa biết là tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ gì, lệ nghịch chẳng hạn ha. Như vậy thì mình sẽ xem thử tỷ lệ thuận hay nghịch. Vậy khi mà biết được tỷ lệ thì các bạn sẽ lập ngay cái tỷ số. Đây thuận thì là T1, đó là L gì? 1. T2 thì đó là gì? L2. Người ta gọi đây chính là cái phương pháp lập gì? Tỷ số các bạn nha. Hay lắm ở chỗ này và ngắn gọn cực kỳ, và nó chính là bằng 2 bình phương trên 2, gì? 2 bình phương. Và cái tỷ số của ta sẽ bấm máy tính. 2 bình phương trên cho 2,2 bình phương và kết quả là bằng 100/121. Tương tự như vậy, bây giờ ta sẽ làm cái bài tập là L1, L2 thì T như thế nào. Khi L của ta bằng chiều dài, khi L của ta bằng cái chiều dài này thì bây giờ cái chu kỳ T sẽ như thế nào ha. Như vậy thì các em sẽ nhìn thấy nè, bây giờ tỷ lệ vậy cô đưa ra hoàn toàn rất là dễ, bởi vì T cô phải bình phương lên thì nó mới tỷ lệ thuận với L1 và L2. Như vậy cô sẽ bằng là T1 bình cộng gì, T2 bình. Hay rút ra được là T sẽ bằng căn bậc 2 của T1 bình cộng gì, T2 bình. Tương tự như vậy ở đây các bạn cũng nhận xét là gì, T2 lớn hơn nên là chiều dài L2 gì lớn hơn, lúc đó các bạn sẽ có được là gì, L T của các bạn sẽ bằng căn bậc 2 của T2 bình phương trừ cho T1 bình gì, bình phương, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô bấm máy tính. Ở đây các bạn sẽ có được là 2,2 bình phương cộng cho 2 bình phương, chúng ta căn bậc 2 lên nó sẽ bằng, đó chính là 2,97 giây. Ở dưới này các bạn trừ ra đó là 2,2 bình phương trừ cho 2 bình phương thì nó sẽ bằng, đó là 0,84 giây. Và cô nhắc các bạn một vấn đề, đó là gì? Bây giờ nếu như bạn nào chúng ta muốn giải thêm phương án tỷ lệ không phải nhanh như thế này, bạn thấy khó hiểu quá, tại sao cô có thể đưa ra được cái tỷ số này, thì cô sẽ giúp các bạn. Ở đây chúng ta sẽ biến đổi cái âm này ra, đó là T bình phương của chúng ta sẽ bằng là 4pi bình phương L chia cho G. Như vậy tương tự cô cũng sẽ lập được T1
phương sẽ bằng 4pi nhân L1 trên G, 4pi bình nhân L1 trên G. Tương tự vậy T2 bình phương của cô cũng sẽ là 4pi bình L2 trên gì? G. Như vậy thì cô thay vào cái công thức L, từ cái công thức của cô thay vào L của cô là gì? L thì bằng L1 cộng gì? L2. Như vậy thì cô sẽ rút ra được là gì? L của cô sẽ bằng là G nhân T bình phương trên 4pi bình sẽ bằng L1 sẽ bằng là G nhân T1 bình trên gì? 4pi bình cộng cho G nhân T2 bình trên 4pi bình. Như vậy 4pi bình các bạn không còn, 4pi bình các bạn rút gọn. Như vậy thì từ đây các bạn sẽ có được là T bình sẽ bằng là T1 bình cộng gì? T2 bình. Như vậy chúng ta sẽ rút ra hoàn toàn, rút được công công thức trên. Tương tự như vậy các em hoàn toàn đưa ra được gì? L sẽ bằng L2 trừ gì? L1. Được chưa nào? Như vậy chúng ta đó, sau khi những cái thí nghiệm kiểm chứng và đưa ra được công thức chu kỳ, các bạn có thể là gì? Áp dụng được cái bài tập của chúng ta. Chúng ta sẽ kiểm chứng tiếp về cái thí nghiệm kiểm chứng chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào đơn. Bây giờ yếu tố ảnh hưởng đó là khối lượng. Bây giờ chúng ta sẽ dùng quả cầu của chúng ta là 15 gram và chúng ta tiến hành là gì? Cùng một chiều dài của dây treo thay đổi khối lượng M và thước đếm 10 dao động và trong thời gian của chúng ta. Là 9,8 giây. Tương tự các bạn thay cái quả nặng này đi và nó chính là 30g à, và các bạn sẽ cho nó dao động và chúng ta cũng đếm 10 cái dao động. Và đương nhiên là khi thí nghiệm thì các bạn cũng thấy là gì, sai số và con số răng đúng là đạt giá trị rồi. Đạt. Nhiều khi các bạn mắc này rồi có yếu tố là sai số do chủ quan hoặc khách quan, để bạn đếm 10 dao động nó cũng là 9,8 giây khi thay đổi khối lượng M và giữ nguyên chiều dài gì L. Tương tự như vậy các em sẽ thay đổi cái khối lượng là 45g thì các bạn cũng sẽ đếm 10 dao động. Và bây giờ chúng ta cũng đếm 10 dao động thì cũng là 9,8 giây. Và như vậy các em sẽ thấy là gì? Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào gì? Khối lượng. Được chưa các bạn? Yêu. Ok. Như vậy các bạn có cảm thấy là
Vật lý là phải dùng thí nghiệm để gì? Để kiểm chứng. Ok, Tâm Ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái thí nghiệm tiếp theo. Và nếu như bạn nào có một cái thí nghiệm kiểm chứng nào hay hoặc là thí nghiệm vật lý nào hay, các bạn có thể chia sẻ với cô, và cô rất là vui mừng để đón nhận các thí nghiệm của các bạn.